Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Chào các anh, các bác ạ. Các cô dì, chú bác đang xem video của em ạ. Hôm nay thì em có một con TCM 1 tấn 8. Chiếc này sản xuất 2010 ạ. Đây, lốp này, lốp rất đẹp luôn, cả giàn này, lốp đặc. Lốp đặc theo xe Nhật về ạ. Đây, cả giàn rất đẹp luôn. 1 tấn 8 ạ. Chiếc này sử dụng động cơ Kubota 3 máy ạ. Các cái đời này của TCM sử dụng 100% động cơ Kubota nhé, đây ạ. D1503 Kubota. Động cơ Kubota rất là bền, rất là lành luôn. Rất là lành. Sử dụng trên máy gặt, máy cày rất là nhiều ạ. Cực kỳ lành luôn. 1503. Động cơ thì cực kỳ đẹp rồi. Đây. Ốc. Ốc rất là đẹp này, sơn nguyên hết này. Số má này, ốc, sơn, số bơm này, zin hết này. Chiếc này sử dụng chiếc này đời 2010, đời rất là cao ạ, chạy có hơn 4.000 giờ luôn. Chạy 4.050 giờ thôi, rất là ít giờ. Toàn bộ bình điện các thứ đều nguyên hết từ bên kia về. Này, ốc ác còn rất là sáng, bơm này. Động cơ chỉ nháy khẽ cái nổ thôi ạ. Toàn bộ sơn vỏ zin hết này, màu rất còn rất là đẹp luôn, lốp láp đẹp ạ. Số này, chiếc này số sàn ạ, 1 tấn 8 ạ. Em đang thử tải một chạy gạch 1 tấn 8 đấy. Đây. Nâng garanti thì rất là nhẹ nhàng luôn, 1.000 gạch đặc ạ, 1.000 viên đủ luôn. 1.000 viên đủ ạ. Nặng 1 tấn 8 ạ, 1 tấn 8 đến 1 tấn 9 luôn. Nâng nhẹ nhàng đấy ạ. Garanti không cần phải ga gì đây, lên rất nhanh luôn đây. Kéo vào này, nâng lên này, đấy, kéo vào này. Ngả ra này. Cực kỳ nhẹ luôn, 1 tấn 8 này thì chạy 1 tấn 8 gạch này hoặc là 2 tấn xi vẫn ok ạ. Chắc xe cực kỳ luôn. Động cơ Kubota thì bền, lành, tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đây. 1 tấn 8 này. Điều chậm. Anh nước rất đẹp luôn. Anh rằng ngang. Chiếc này các bác mua về làm các công việc liên quan đến xe 1 tấn rưỡi, 1 tấn đều ok ạ. Nhỏ gọn như 1 tấn rưỡi luôn. Tối trọng 1 tấn 8 ạ. Nâng đây 1 tấn 8 gạch đặc thoải mái luôn. Cực kỳ chắc, khỏe. Chiếc này em vừa mới về xong. Vừa cho anh em thử qua rồi. Sản xuất 2010 ạ. Cơ Kubota cực kỳ đẹp luôn. Đây, mọi thứ còn nguyên zin rất đẹp. Ốc A này. Rửa kỹ đi thì sáng bóng luôn đấy. Mọi thứ đây còn sáng bóng luôn. Các bác có nhu cầu về xe nâng 1 tấn, tấn rưỡi, tấn 8 đây. Em có chiếc này đây, tấn 8 đây. Số sàn này, nâng hạ cơ bản này, cực kỳ khỏe luôn này. Alo cho em hotline hoặc là qua bãi em xem luôn. Xe về bãi rồi. Hơn trăm chút thôi là có một chiếc đời cao, xe đẹp như này rồi. Tấn 8 ạ. Làm vật liệu cũng được. Các bác làm vật liệu thoải mái luôn. Các bác nào mà làm vật liệu mà thích đi vào ngõ nhỏ gọn thì chơi con này được. Nhỏ gọn, khỏe. Cảm ơn các bác ạ. Cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng, theo dõi và ủng hộ sản phẩm của Nâng Nâng Lê ạ. Các bác có nhu cầu thì cứ qua bãi em xem trực tiếp. Hoặc là alo cho em qua hotline ạ. Chiếc này thì rất là ngon luôn, có thể ship tận nơi, không cần phải xem xe, ship tận nơi, qua tận nơi các bác check test ok thì lấy hàng nhận hàng. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.